Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái tướng cũng to to, chắc là sếp đây. Quen ông này ngon đấy. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em. Mời ngồi. Hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Hoàng Văn Thắng, năm nay em 28 tuổi. Em đang công tác trong quân đội. Còn em? Dạ, em tên là Bùi Thị Phương Liên, năm nay 22 tuổi và hiện tại đang là giáo viên trường cấp 2 ạ. Giáo viên, chú bộ đội và cô giáo viên này quen nhau sao? Em quen vợ em trên mạng, là qua chat chít đó. Qua chat chít. Thì em quen đâu được 7-8 cô á, thì qua chat chít thôi chứ không có. Dạ. Nhưng mà em thích là những cô nào vần lờ cơ. Cái gì? Vần lờ, tên là có vần lờ. Ví dụ như Lan, Linh, Lệ, Liễu, cô Long Lanh gì đó. Cô quen con nào tên Liên không? Dạ có, tên Liên là vợ em giờ. Rồi cũng là tên vợ anh. Dạ. Cuối cùng thì em lừa được bao nhiêu cô? Dạ thì em kết nhất là vợ em và một nhỏ tên Lan nữa. Lan và Liên. Dạ. Cuối cùng cái thì... hồi đó đó chị, em đang thất tình. Hôm đó đang giờ học, cái là lên Ola chat, gặp cái nick này này là Hoàng Thắng 87 tìm vợ. Mà em không hiểu là tại sao cứ nhắn tin cho em là em ơi cho anh làm quen đi. Cho anh xin số điện thoại đi. Chat khoảng tầm 2 tháng khi em có số điện thoại của vợ em rồi á, thì sếp mới đi công tác ở Đồng Xoài gần chỗ trường của vợ học. Nhưng mà lúc đó em lên em nghĩ bảo giờ gặp vợ thì không nên. Từ từ đó mình để lâu lâu mình gặp. Em gặp nhỏ Lan trước. Gặp Lan trước, gặp Liên sau. Thì em cầm điện thoại em gọi bấm luôn. Thì nhưng vô tình lại bấm xuống số của Liên. Em lên cổng trường của Lan em đứng ngoài. Em đợi riết, em bảo sao kỳ cho cái nhỏ Lan này sao lâu vậy. Thế em kiểm tra là nhật ký điện thoại thì là em gọi cho Liên. Nhầm đó chị, nhầm. Thế là em phải chạy xe thật nhanh xuống chỗ trường của Liên. Dạ, xuống tới nơi thì thấy Liên đang ra tới cổng rồi. Thì em ở trong xe, em nghĩ bụng con này mà xấu á. Là Liên xe hơi hả? Dạ, em lấy xe xếp đi. Em đi công tác với sếp ở Đồng Xoài. Chính vì vậy, em nhìn thấy cái xe 7 chỗ á, cứ tưởng ông này là làm sếp. Làm sếp. Thì làm sếp thì mới đi xe oách vậy. Xong này mặc đồ á, bộ đội rất là nghiêm chỉnh. Rồi cái tướng cũng to to, bự bự rồi nghĩ trong bầu á. Ông này chắc là sếp đây. Quen ông này ngon đấy. Ngon đấy. Ông này ngon đấy. Còn ấn tượng của em về vợ em? Nhưng là được học trường cao đẳng sư phạm thì em nghĩ chắc là có cái đức tính hiền lành. Dạ. Tức là nhỏ này được cho nên mới xuống xe đúng không? Dạ em bước xuống xe. Hai bạn lần đầu gặp nhau ở ngoài đời. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn chính thức quen nhau? Thì hôm đó thì em gọi điện cho em bảo vợ là cô uống cà phê hay không. Thì em bảo là đang học không thể uống được. Thì trưa em mới chở sếp đi về. Thì ghé ngang qua trường bảo là giờ sếp xem coi như thế nào. Thì sếp bảo là nhỏ này được đấy, mày hốt đi. Rồi từ đó là cái cường độ mà hai tụi em nhắn tin với nhau á, quan tâm thì nhiều hơn. Có thể là nói là quyết định yêu nhau rồi đó. Dạ. Vậy trong thời gian yêu nhau với ba hai bạn có khi nào mà giận nhau? Có rất là nhiều. Rồi có một lần như thế này, quen nhau được khoảng chừng 4 đến 5 tháng á, thì anh có rủ em xuống đơn vị chơi. Đúng là vô tình nên em mới biết là xuống chơi thì cũng có một chị khác ở đó chơi. Anh này hay lắm, sắp xếp cho em ngồi một chỗ khác, chị đó ngồi một chỗ khác. Và lâu lâu thì vô em, xong được ngồi được 5 phút lại ra chị đó. Em mới thấy lạ lạ. Đi ra đi vô khoảng chừng 3-4 lần. Xong em mới hỏi là sao chị đó là ai mà anh ra đó ngồi xong lại vô em. Hôm đó là hai người yêu xuống thăm cùng lúc. Anh bắt gặp hai tay. Là Lan đó hả? Dạ không, nhỏ khác nữa. Nhỏ khác nữa. Tại chị ra chị vô vậy hả? Tại hôm đó kế hoạch nó bị đổ bể. Để em gọi cho vợ bảo là mấy giờ em xuống thăm anh. Thì vợ bảo là 1 giờ em xuống. Thì cái nhỏ mà đi ghé qua đi ngang quân vị của em á, thì hỏi anh có ở đơn vị không. Thì em bảo là có ở đơn vị. Thì hỏi là mấy giờ em về. Thì nhỏ bảo là 12 giờ em về. Mà vợ em mà 1 giờ xuống thì làm sao mà gặp được. Rồi có một lần em không nói gì hết, bất ngờ đi xuống thôi. Cũng rất là hên là anh ấy xỉn rồi. Anh xỉn anh nằm ngủ. Cái điện thoại thì vẫn reo. Em mới vô một cái là cầm điện thoại lên. Lúc đó lại nổi cơn ghen lên rồi. Lúc đó bất ngờ chồng tỉnh dậy. Em đang ngủ thì nghe khóc hu hu. Mà em khóc dữ lắm, em không biết chuyện gì đâu. Chuyện đó là có chia tay không hay là như thế nào? Anh mới phân bua chứ, không phải người yêu anh mà tại sao em cứ gán cho là người yêu anh vậy. Còn cố tình cãi nữa, quá tức lên anh mới cầm cái điện thoại mới mua, 10 mấy triệu đó. Dồn biết bao nhiêu tháng vào, nắm cái pét. Rồi xong rồi cái điện thoại. 10 mấy triệu. Dạ. Còn có sửa lại được không? Dạ nát không, nát. Dễ gì, em quăng cỡ đó mà. Em quăng điện thoại là vào quăng một cái giường của thằng bạn á. Nó có cái gối đó, mà sao nó trật phát bột quăng ra cái tường luôn. Em muốn thể hiện là mình trung thủy. Tại vì cái nhỏ đó em giải thích là nó chỉ là yêu anh thôi, nó có tâm tình cảm với anh thôi. Anh không có đáp lại, nhưng mà người ta nói thì anh mày không thể từ chối từ từ được. Nhưng mà nếu mà quen em rồi thì phải từ chối thẳng luôn. Cái dây dưa nhắn tin gì nữa, em ghét nhất là như thế. Nó có nghĩa là vẫn còn một chút gì đó, dạ. Ý đồ thâm đen. Đúng rồi đó. Giờ hỏi thiệt nha, giờ hết chưa? Dạ, hết luôn rồi. Thế thì hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đi đến kết hôn?
Dạ bọn em quen nhau được 1 năm rưỡi ạ. 1 năm rưỡi gì? Nay lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, được khoảng 1 năm 2 tháng rồi ạ. Nhưng mà lý do gì sao mà quen trong cái thời gian ngắn như vậy mà quyết định là kết hôn? Thì người ta bảo là yêu là cái duyên cái số, mà vì sự cố mới lấy nhau. Chưa, không phải là sự cố đó đâu, đến giờ. Có nghĩa là lấy nhau vì sự chỉ định của bác sĩ hay sao? Không, gia đình. Gia đình và công việc của vợ nữa. Vợ em ra trường thì không muốn dạy liền, mà muốn phải học liên thông lên nữa. Thì ở nhà ăn xong cứ lông bông ở nhà đi học thôi. Còn em thì ở dưới đơn vị. Thì bố mẹ bảo là bây giờ thằng Thắng mà ở dưới đơn vị á, cỡ nào cũng quen cô khác. Tại vì biết cái tính lăng nhăng của anh rồi. Em không phải là lăng nhăng, mà con gái nhắn tin cho em, em thường nhắn lại, mà người ta thương em thì em thương lại. Nhưng mà chỉ có đến tình bạn chứ không có vượt quá. Cao tình bạn sao quá. Tình thương thiệt á, nó lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Lòng của bạn còn hơn lòng mẹ. Mẹ không biết biển gì. Đó. Rồi giờ hai bạn lấy nhau rồi. Chồng em ngoài cái thật xấu đó ra còn là xấu gì khác nữa? Dạ lúc mới quen á thì có nghĩa là cái gì đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất nó hiện ra rất là nhiều. Nhưng mà sau khi cưới thì quá trời một đống tật xấu. Đống tật xấu luôn? Dạ. Đâu kể hết đi. Thứ nhất, rất là ham vui, ham nhậu với bạn bè, đá bóng, đây là ngút chỉ luôn. Bỏ bê vợ ở nhà là không cần quan tâm gì hết. Rồi thứ hai đó là mỗi khi mà uống rượu vào rồi á, nói rất là nhiều, có thể một mình nói 2 tiếng đồng hồ. Em đã im lặng rồi, cứ phải lôi anh dậy nói chuyện với anh nhanh lên. Cứ lôi bằng dậy. Tại vì cái tính em là em giải thích mà vợ không nghe, thì em bỏ vào đơn vị em ngủ. Mấy bạn nó lại chọc rồi rủ đi nhậu. Thì em uống mấy ly về, bắt đầu là em lại nhớ lại cái chuyện này, tại sao dậy vợ và không nghe. Em cứ dậy vợ tiếp mà vợ cứ úp mặt vào tường ngủ, không nói một câu nào. Thế là em tức quá mới chửi bậy. Nhưng mà em chỉ chửi câu 2 câu thôi. Rồi em lại vào đơn vị ngủ tiếp. Nhưng mà chính những câu chửi đó làm tổn thương nó rất là nhiều đó. Đó. Là mỗi lần như vậy á, vợ bạn có giận. Dạ có giận chứ. Giận bao lâu? Cũng 2-3 ngày mà. Em biết sai là xin lỗi trước. Xin lỗi mà như thế này nè. Mà anh mua 1 quyển tập, 2 cây bút, viết anh xin lỗi vợ, hôm nay anh lại xỉn nữa rồi. Có nghĩa là viết thư xin lỗi vợ đó ạ. Để nối tiếp cho một cái xỉn nữa. Có hứa không? Có hứa. Nhưng mà cứ hứa lần này rồi lần khác lại hứa tiếp. À chà, chắc nhà chắc đầy giấy đó à hả? Ngoài ra còn là xấu rồi. Còn một tật này nữa. Nữa không? Tại vì anh ấy là bộ đội mà. Vì vậy sáng sớm dậy mới 5 giờ sáng thôi. Vợ ơi, dậy tập thể dục, tự nhiên 5 giờ mở mắt ra mà không được. Thế là anh ấy giận. Cũng chỉ có như vậy thôi, là hai vợ chồng cãi nhau. Vợ em thì nhìn tướng là gầy đó, mà lười ăn đó. Mà đôi khi em nói thì không nghe, bảo dậy thể dục đi cho nó khỏe, mà cũng không nghe. Tức là cãi nhau vì sự quan tâm lo lắng cho nhau, đúng không? Lạ lùng á. Rồi vợ em là có tật xấu gì? Thứ nhất là vợ em là không biết chi tiêu, vun vén cho gia đình. Không biết? Dạ, nghĩa là vợ em rất là vô tư. Có nghĩa là chẳng hạn như lấy lương á, những ngày đầu á xài thoải mái, sạch luôn. Không quan tâm đến là nửa tháng sau hay là tháng cuối tháng có tiền xài không. Người không biết lo xa đúng không? Hai chồng em cũng vậy. Hai em là có bé chưa? Dạ chưa. Mà mỗi lần mà chẳng ví dụ như nhà em mà có khách tới thì bảo vợ đi lấy cho anh tí mồi, thì có 2-3 người nhưng mà vợ em phải làm đúng như 10 người ăn á. Ủa sao kỳ vậy? Thì em nghĩ có khách của chồng mà phải làm đẹp mặt chồng chứ, thà nó thừa một xíu còn hơn là thiếu. Rồi cái gì nữa? Không còn nhà và không ngăn nắp. Ngoài xã hội thì làm rất là tốt, nhưng mà về nhà rất là bê tha, nhà cửa là nó lùm thụp lắm. Không phải là em lười, mà có nghĩa là công việc trong nhà nó có nhiều mà. Cứ làm việc này xong rồi mới làm việc khác, chứ em không có làm luôn luôn một lúc được. Đúng rồi, đúng lúc em đang làm cái việc này mới chưa kịp làm cái kia. Đúng lúc chồng em về và thấy như vậy thì quy cho em cái tội là bề bộn. Bây giờ tụi em muốn ở nhau thay đổi những cái gì? Rồi, trước tiên đó là nhậu ít lại, và thứ hai đó là lúc mà xỉn lên nó đừng có chửi bậy. Là chửi bậy cái gì? Chị chưa hiểu. Cứ mày tao lâu một câu, mày tao vào rồi là chửi bậy. Mày tao thôi. Dạ. Cuộc dạ, sống vâng. Vợ chồng á, nếu mà xưng mày tao cảm giác khó chịu lắm. Đúng. Rồi, không ngoài ra gì nữa không? Chồng em bớt được 2 cái tật đó là em mừng lắm rồi. Trời, vậy thôi. Thế còn em? Em thì chỉ có mong là khi mà chồng góp ý á thì phải lắng nghe. Vợ em không nghe thì phải có lý do chứ, chị không nghĩ rằng á là một cô giáo á mà chồng góp ý đúng mà lại không nghe. Chồng em nói nhẹ nhàng thì em sẽ nghe. Nhưng mà như này chứ. Ở nhà không làm gì hết, nằm được coi phim. Em đâu có phải là không làm đâu, đó là chưa làm tới. Mà nói như vậy là cảm giác như là trong người nó bực bội hơn. Giống như hai bạn đang bực bội nhau vậy đó. Bây giờ những cái điều vợ em mong muốn, em có đáp ứng được cái mong muốn của vợ em không? Dạ được. Được đúng nhậu không? Nhậu bớt lại. Rồi còn vợ thì nếu mà chồng muốn vợ tập thể dục thì cũng tốt chứ đâu có gì đâu. Tại vì lo cho em yếu ớt mà. Nhưng mà thay vì 5 giờ sáng em bắt dậy thôi, giờ 6:15 đi. Giờ anh bỏ luôn rồi. Ủa sao vậy? Vợ không tập em ghét bỏ luôn. Nản luôn hả? Bây giờ kích động chồng đi tập thể dục đi. Rồi hôm sau em sẽ dạy em rồi. Trời ơi, chồng khi tập rồi luôn tự thấy yêu nhau hơn chứ bộ. Mới hiểu nhau hơn đúng vậy. Ừ, hiểu nhau hơn, có một cái chung. Dạ, xin cảm ơn thầy đã.